Quý vị và các bạn, mới đây phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới cách ly người nhập cảnh trước ngày 15 tháng 12 trên tinh thần tương tự người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước. Cụ thể người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine có điều kiện xét nghiệm âm tính chỉ cần được cách ly theo dõi tại nhà với thời gian bảo đảm an toàn dịch bệnh. Người chưa tiêm vaccine phải ở cơ sở cách ly trong nước với thời gian, điều kiện tốt nhất, thuận lợi và tiêm vaccine. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ. Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ cho biết số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam vẫn đang tăng cao mỗi ngày. Tuy nhiên, ngành y tế cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và tỷ lệ tiêm vaccine tăng nhanh. Vì vậy, việc không cách ly tập trung với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính là phù hợp tình hình mới. Các trường hợp trên được cách ly tại nhà giúp giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế, tiết kiệm chi phí cho người dân. Bên cạnh đó, việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành du lịch phục hồi kinh tế trong giai đoạn bình thường mới. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ nói đánh giá về nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng khi cho người nhập cảnh được cách ly tại nhà, tiến sĩ Vũ cho rằng điều này vẫn có khả năng xảy ra. Hiện nay chủng mới xuất hiện nên tình huống người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn nhiễm ncov là có thể xảy ra. Xong, việc này không đáng lo ngại vì phần lớn người dân đã tiêm vaccine, nguy cơ bệnh nặng được giảm nhiều. Đồng quan điểm, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế cộng đồng, đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á đã có người nhập cảnh được cách ly tại nhà. Ví dụ như Malaysia, quy định người đã tiêm vaccine cách ly 7 ngày tại nhà, 10 ngày với người chưa tiêm chủng. Ở Indonesia, người nhập cảnh cần cách ly 10 ngày. Tại Nhật Bản, người đã tiêm vaccine phải cách ly 10 ngày, chưa tiêm chủng cách ly 14 ngày. Trong đó, Thái Lan áp dụng biện pháp đơn giản nhất với chương trình Test and Go. Trong đó, những người này cần cách ly bắt buộc một ngày để làm xét nghiệm, sau đó được đi lại tự do. Theo Phó Giáo sư Dũng, khi cách ly người nhập cảnh cần phải trải qua các xét nghiệm sau. Ngày 1, xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh tùy trường hợp nhập cảnh đường hàng không hay đường bộ. Ngày 2, tự xét nghiệm test nhanh tại nhà. Ngày 3, được nhân viên y tế làm xét nghiệm test nhanh. Nếu âm tính, họ được phép đi lại. Tuy nhiên, người dân cần phải tự xét nghiệm nhanh mỗi ngày. Đến ngày thứ Bảy, họ tiếp tục được nhân viên y tế xét nghiệm lại. Trường hợp đã tiêm vaccine vẫn có khả năng mang virus và phát tán ra cộng đồng, Tuy nhiên, dù họ bị nhiễm chủng mới, các xét nghiệm RT-PCR hay test nhanh vẫn phát hiện được virus. Nếu đảm bảo tuân thủ các quy định, chúng ta sẽ phát hiện được ca nhiễm và cách ly tránh lây lan. Trưởng khoa y tế cộng đồng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho hay. Các chuyên gia cũng cho rằng để hạn chế dịch bệnh lan rộng, mất kiểm soát phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân trong việc tự cách ly, phòng bệnh. Dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nếu chúng ta chủ quan lơ là mất cảnh giác trong tự bảo vệ mình, bảo vệ cho người thân và toàn xã hội.